mỗi giờ là mình bán bao nhiêu vậy chị? 20 nghìn. Vừa có xíu mại vừa có thập cẩm. Thập cẩm 20 nghìn. Quý vị thân mến, chiều hôm nay cô ta đi ngang qua con đường Nguyễn Văn Khối, quý vị ạ, ở Gò Vấp nha. Đi qua đoạn đường ở đây thì cô ta thấy có một chiếc xe bánh mì. Nhìn vào, quý vị nhìn vào á, nhìn gọn gàng, sạch sẽ. Nên cô ta vào xin phép chị quay cũng như là chia sẻ gửi đến toàn thể quý vị nha. Để quý vị nào mà có dịp đi ngang qua đây á, thì mình có thể ghé và trải nghiệm. Đây là mình bán buổi chiều thôi hay là mình bán nguyên ngày luôn chị? Bán nguyên ngày anh. Là đi qua đây giờ nào cũng có cả hả? Dạ. 5 giờ sáng đến 9 giờ tối. 5 giờ sáng đến 9 giờ tối. Dạ. Nhưng ngoài bánh mì ra thì ở nơi đây chị còn có bán bánh tầm nữa quý vị ạ. Dạ. Bánh tầm mình để đâu em không thấy gì nhờ? Bánh tầm lấy cho nhắn con. À. Khi nào có khách ăn mới làm hả? Bánh mì không cay. Đầy đủ hả anh? Ở đây chị làm gọn gàng lắm quý vị. Chị có làm sẵn mấy ổ đây rồi để khách đi ngang qua. Gàng cho anh. Dạ, làm cho lẹ quý vị. Đặc biệt ở đây quý vị thấy một khay xíu mại nè. Nhìn ngon lắm. Chị để màu tự nhiên á, không có nhiều màu quý vị. Làm xong là chị lau liền. Đây là nước tương cũng như là ớt. Nước thịt hết chị? Đúng rồi, nước thịt kìa. À, nước thịt kìa. Dạ. Dạ. Nó có đậm đặc không chị? Nó sệt sệt. À, sệt sệt ha. Còn bên đây nè quý vị nè. Thấy chị làm nè. Đẹp ghê không? Dạ, review bánh mì. Bên đây là bì. Này hình như là hai khay thịt khác nhau quý vị ạ. Khay bên đây khác, khay bên đây khác. Chị cái này là thịt khác nhau hả chị? Dạ đúng rồi, bên mỡ bên nạc anh. À bên mỡ bên nạc. Dạ. Còn bên kia là rau, dưa, đồ chua. Đây sọt bánh mì. Quá mình bán lâu chưa hả chị? Lâu rồi. Dạ. Chị cắt bánh mì đà quá hả? Xẹt xẹt xẹt. Buổi sáng chắc bán được hơn buổi chiều tối đúng không chị? Sáng người ta đi làm mà người ta ăn bánh mì nhiều hơn. Chị chắc người miền Tây hả? Tây. Dạ. Tại nghe bánh tầm người miền Tây làm ngon lắm. Chị sẽ trước vậy đó quý vị. Có khách làm cho nhanh. Ngày bán 3 sọt này không chị? Hơn hả? Dạ. Vậy là cũng ok hết chị ha. Đây là bánh mì chị Bảy hả? Bà Bảy. Bà Bảy. Dạ. Bà là mẹ của chị hả? À dạ. Cô. Dạ. Đây để cho con cháu làm hả cô? Dạ thay ca. Dạ. Bán tới 9 giờ tối mới nghỉ. Dạ. Mình bán như vậy là được bao nhiêu năm rồi cô? Bán ở dưới quê thì 4-5 chục năm rồi. Bán dưới quê á? Bán dưới quê 4-5 chục năm mà lên đây bán chừng 10 năm à. Dạ. Nghề này hồi xưa giờ ông bà để lại. À, dạ ông bà để lại. Bán tới giờ là chưa bằng tay không à. Dạ. Bây giờ làm máy giờ chưa bằng tay không à. Mà lên đây thấy bán được hơn ở quê không cô? Được hơn chứ. Được hơn ha. Dạ. Đầu đi tên đem đó 2-3 chục ổ tăng không có quen. Dạ. Giờ tăng ngang mỗi giờ ngày sáng chiều khoảng 700. Dạ. Bán với bánh tầm miền Tây nữa. Dạ đây nè bánh tầm. Dạ. Cô giới thiệu cho con bánh tầm chút xíu được không? Đó, cô ơi. Dạ, cô làm sẵn hết rồi nè. Đây. À. Đây là bánh nè, bắt đầu tôi bóc rau. Dạ. Xong rồi bắt đầu mới đem ra ngoài kia mới chế thịt. Dạ. Tầm ở đây chắc là mình lấy đúng không chị? Đúng rồi.
thấy nó đều giống máy làm hả? Hay là xe tay? Máy hả? Dạ. À, với nước cúc dừa. Đây rồi, đây xịt. Trời ơi. Sau mấy giây, sau mấy giây Phu Ta đi vào ở trong đi ra lại, nhìn cái tủ bánh mì đã ghê chưa? Quá là tuyệt vời. Quan trọng nhất là cái nước cốt dừa đúng không? Đúng rồi. Ôi, một viên xuống mại bự chàng luôn. Như vậy là bao nhiêu tiền vậy? 30 hộp ạ. 30 nghìn. À, bắt đầu ăn với nước cốt, nước mắm nè. Dạ, nước cốt, nước mắm. Yeah. Cô là Cà Mau hay là... Đó, Kiên Giang. À, Kiên Giang. Đó, ăn với nước cốt, nước mắm nè. Dạ. Yeah. Ở đây ít ai bán lắm. Dạ, yeah, đúng rồi. Món này ở Gò Vấp con nghĩ là rất là hiếm luôn á. Dạ. Tại Gò Vấp đa số là người miền Trung là nhiều quý vị, người miền Trung, người Bắc là nhiều, nhưng mà người miền Trung với người Bắc thì ít ăn món này. Đôi lúc là có khi là không biết đến món này luôn quý vị. Những món này qua thấy ở bên quận 6, quận 4 thì bán nhiều quý vị, còn ở đây hiếm lắm. Nên quý vị nào mà ở Gò Vấp ha, mình muốn ăn thì mình đến ở địa chỉ là bao nhiêu chị nhỉ? 273 Nguyễn Văn Khối. Phường bao nhiêu chị? Phường 8, quận Gò Vấp. Đây chị bán cả ngày luôn, nên quý vị đi ngang qua đây giờ nào cũng có cả. Thay ca chị gái về rồi, giờ bây giờ đến được. Dạ. Ở đây cô ta thấy ổ bánh mì dài lắm quý vị. Chị đoán em ở đâu? Miền Trung không biết ở đâu cả. Chị chắc cũng miền Trung hả? Đúng rồi ạ. Giờ chị lấy cho em ổ bánh mì đầy đủ đi hả? Dạ. Mình không có app gì hết đúng không chị? Dạ có app đấy ạ. App gì vậy chị?
À cho ít đó thôi chị. Shopee Food hả? Shopee Food. Lên gò bánh mì 37 ha.